Bà huynh của Đức Giáo Hoàng danh dự là Đức ông George Ratzinger đã qua đời ở Regensburg. Vị linh mục người Bavaria cao tuổi đã phải nhập viện ở Regensburg, Bavaria, nơi ngài sống và cũng là nơi ngài được em mình là Đức Thánh Cha danh dự Joseph Ratzinger thăm viếng lần cuối ít ngày trước đây. Đức ông George Ratzinger, anh lớn của Đức Giáo Hoàng danh dự, đã qua đời ở tuổi 96. Ngài đã phải nhập viện ở Regensburg, thành phố mà ngài sinh sống hầu như cả cuộc đời. Với cái chết này, Đức Thánh Cha danh dự Joseph Ratzinger là thành viên duy nhất cuối cùng trong gia đình còn sống. Gia đình có hai anh em, một nhạc sĩ và là ca trưởng của một ca đoàn nổi tiếng. Người thứ hai là một nhà thần học và sau đó là giám mục, hồng y và cuối cùng là giáo hoàng. Cả hai được phong chức linh mục cùng ngày và luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Đức ông George Ratzinger được sinh ở Bleiburgen, Bavaria vào ngày 15 tháng Giêng năm 1924. Ngài bắt đầu chơi đàn organ cho nhà thờ giáo xứ lúc mới lên 11 tuổi. Năm 1935, ngài vào tiểu chủng viện ở Schroenstein. Nhưng năm 1942, ngài bị động viên quân dịch tại Reichsabisten và sau đó tại Wehrmacht. Ngài đã bị đẩy ra mặt trận ở Ý, bị quân đồng minh bắt vào tháng 3 năm 1945. Ngài bị bắt làm tù binh ở Napoli trong vài tháng trước khi được thả tự do và được trở về với gia đình. Năm 1947, cùng với em trai là Joseph, cả hai gia nhập chủng viện Hexoklickit Georgianum ở Munich. Và ngày 29 tháng 6 năm 1951, cả hai anh em cùng với khoảng 40 bạn khác được chịu chức linh mục trong nhà thờ chính tòa của Đức Hồng Y Michel von Faulhaber cai quản. Sau khi điều hành dàn hợp xướng ở Traunstein trong 30 năm, từ năm 1964 đến năm 1994, cha George đã trở thành đại sư của dàn hợp xướng tại nhà thờ Regensburg, Regensburger Domspassen. Ngài đã đi khắp thế giới để biểu diễn các buổi hòa nhạc và điều khiển nhiều bản trường ca được thu âm cho công ty Deutsche Grammophon, Art Music và nhiều hãng thu âm quan trọng khác, đặc biệt các bản nhạc của các nhạc sư Bach, Mozart, Mendelssohn và nhiều nhà soạn nhạc khác. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2008, thị trưởng của thành phố Castel Gandolfo đã trao quyền công dân danh dự cho Đức ông George và nhân dịp này, Đức Thánh Cha danh dự Benedict XVI đã nói về anh của mình. Không chỉ là một người bạn đồng hành mà còn là một vị linh hướng đáng tin cậy. Đối với tôi, anh là một điểm tựa để định hướng, để tham khảo và dẫn tới các quyết định chung với nhau. Anh ấy luôn góp ý cho tôi con đường phải đi, ngay cả trong những tình huống khó khăn. Anh George Ratzinger kể, khi còn nhỏ, cả hai anh em chúng tôi đều là lễ sinh phục vụ bàn thờ và phục vụ giáo hội. Ngài đã chia sẻ nhiều kỷ niệm thơ ấu. Được chịu phép thêm sức tại Tittmoning từ Đức Hồng Y Michel Faulhaber, vị tổng giám mục nổi tiếng của thành phố Munich, Đức Thánh Cha danh dự lúc đó rất ấn tượng về Đức Hồng Y và mơ ước tương lai mình cũng sẽ trở thành một Hồng Y như vậy. Nhưng chỉ vài ngày sau cuộc gặp gỡ đó, ngài gặp một họa sĩ vẽ tranh trên tường nhà, thì ngài lại có ước mơ khi lớn lên, ngài sẽ trở thành một họa sĩ. Khi nhớ lại những năm đen tối của Thế chiến, ba thì chống lại chủ nghĩa phát xít và anh George thì đam mê âm nhạc, nên cả gia đình chúng tôi đều yêu thích âm nhạc. Ba thì đánh đàn tranh vào mỗi tối, chúng tôi cùng hát với nhau. Gia đình chúng tôi dùng âm nhạc để ca ngợi Chúa. Bị ảnh hưởng của gia đình nên tôi cũng đam mê âm nhạc và chơi đàn dương cầm. Đức ông George là một người thẳng thắn, không thích ngoại giao ngoắt ngoéo. Một ví dụ điển hình là anh không mừng khi thấy em mình được bầu chọn vào chức vụ giáo hoàng vào tháng 4 năm 2005. Đức ông George chia sẻ, ngài không mong đợi điều đó. Tuy nhiên, khi được chọn làm hồng y thì chúng tôi ý thức hai anh em sẽ ít gặp nhau hơn và theo thánh ý Chúa muốn mình cầm đầu giáo hội thì mình không thể thoái thác. Vào năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn với một tạp chí của Đức,
Đức ông George Ratzinger chia sẻ, nếu em tôi không thể chu toàn trọng trách vì tình trạng sức khỏe, thì em tôi nên can đảm từ chức. Và Ngài là một trong những người đầu tiên được chia sẻ quyết định từ nhiệm này nhiều tháng trước về quyết định lịch sử của Đức Benedict từ nhiệm chức vụ giáo hoàng, đại diện Thánh Phêrô ở Trần Gian vì lý do tuổi tác. Đức Hồng Y George chia sẻ, em tôi mong muốn có sự bình an ở tuổi già. Bất chấp đôi chân yếu và sức khỏe của mình, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã bay từ Rome đến Regensburg để thăm anh mình. Đức ông George cũng xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau, cũng như trong các phim tài liệu do phóng viên Tassilo Forsheimer thực hiện cho đài truyền hình Bayerischer Rundfunk của vùng Bavaria và đã được phát sóng vào tháng Giêng năm 2020.